Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em lại lên sóng cho anh em một con đẩy bãi cực kỳ khủng luôn. Con đẩy thương hiệu Landor MA1600. Con này về em về có hai chiếc nhá, có hai chiếc như nhau, Con này chạy 32 đèn Saken nhá, 32 đèn Saken rất là đẹp. Mặt mũi này phay nhôm này rất là đẹp luôn nhá. Hơi bên trong này biến áp rất là to. Biến áp rơi vào khoảng 21 phân, 21 22 phân rất là bự nha. Con này chạy sự kiện rất là tốt này. Con này chơi một đôi full 725 ok. Một đôi full 725 ok hoặc là hai đôi full 30 thì quá là dư sức luôn anh em nhá. Đấy. Rất là chất luôn. Đây, xò Saken này. Saken C616011A và A2151A. Đấy. Chạy 8 tụ, một quả nguồn nguồn 21 22 phân nha. Đấy, con này anh em lấy về chạy gia đình hai đôi full 30 quá là chơi, quá là ok luôn. Quá là đẹp này. Đấy. Con này quá là khủng. Em chỉ có duy nhất hai con nhá. Anh em hãy liên hệ ngay. Con này em sẽ bán cho anh em giá cực kỳ rẻ thôi. Nó chỉ trên 3 đồng một tí thôi. Máy nguyên bản 100%. Chưa động chạm sửa chữa nhá. Đấy, máy chạy 32 đèn Saken. Rất là đẹp. Đây là phía sau đây. Phía sau máy đây. Đấy. Còn em chưa lau chùi nhá. Chưa lau chùi vệ sinh nên là nhìn nó còn vẫn còn hơi vết bẩn. Con này em sẽ bán cho anh em với giá là 3.500.000 đồng bao ship cho anh em luôn. 3.500.000 đồng bao ship cho anh em luôn nhá. Có hai chiếc nhá. Hai chiếc duy nhất thôi. Hai chiếc duy nhất, anh em hãy nhanh tay để dành cho hai bác nào nhanh tay nhất. 3.500.000 đồng bao ship cho anh em toàn quốc nhá. 3.500.000 đồng. Anh em lấy thì đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại Zalo 0349 718440 nhá. Bên em sẽ làm thủ tục bán hàng cho các bác. Hàng này bên em bảo hành cho anh em 3 tháng nhá. Máy này chạy sự kiện quá là ok luôn. Một đôi 725 hoặc là hai đôi full 30 thì dư sức rồi. Đấy, hai đôi full 30 thì dư sức nhá. Đấy, anh em lấy thì liên hệ qua số điện thoại Zalo giúp em nhá. Mã là Landor MA1600. Có duy nhất hai chiếc thôi anh em nha. Duy nhất hai chiếc dành cho hai bác nhanh tay. Giá bán cho anh em là 3.500.000 đồng bao ship toàn quốc cho anh em. 3.500.000 đồng bao ship toàn quốc. Mã là MA1600 anh em nhá. Đấy, hẹn anh em vào video tiếp theo. Có những rất nhiều mã, em sẽ lên từng mã một cho anh em. Sẽ lên từng mã đẩy một cho anh em để anh em dễ lựa chọn, dễ nhìn chi tiết sản phẩm nhá. Chào anh em.